Từ hài nhi bắt đầu nhập đạo chương 357, tông sư thế gian không thể di chuyển một ngón tay. Hai, ánh mắt vị La Hán trung niên bùng lên ngọn lửa giận dữ nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm trang. Nếu không phải vì cân nhắc đến thân phận của Lý Hạo, lại lo ra tay sẽ phá vỡ quy tắc, khiến vô lượng sơn càng mất mặt hơn thì hắn đã đích thân ra tay trấn áp Lý Hạo rồi. Được. Đã là luận đạo, vậy chúng ta cũng luận bàn một chút, lúc này một vị tôn giả vô lượng sơn bên cạnh lên tiếng. Ngoài vị la hán trung niên này, ba vị tôn giả vô lượng khác cũng đi theo tầng vô khuyết đến đây, tham gia đại hội tôn sư này. Trong vô lượng sơn, kim cương là thập ngũ lý cảnh, tôn giả là tôn sư thiên nhân, còn la hán là tam bất hữu cảnh. Cao hơn nữa, chính là Bồ Tát trước tòa Phật chủ. Để ta luận bàn đạo lý cuồng vọng của ngươi, một trong những vị tôn giả trung niên đã ngang nhiên ra tay, hắn trừng mắt, phật quan chiếu rọi toàn thân từng chuỗi tràng hạt phật châu bay lên lượn quanh người hắn tràng hạt phật châu này ẩn chứa uy năng linh bảo mạnh mẽ có thể gia trì cho bản thân hắn một nửa lực lượng hắn tế xuất thần hồn của mình cùng với bản thân thi triển tuyệt học tông sư đạo của mình một quyền đánh vào quân cờ trên đỉnh đầu tầng vô khuyết quân cờ đó như mặt trời thu nhỏ tỏa ra hào quang cực độ không thể nhìn thẳng nắm đấm của vị tôn giả trung niên này ẩn chứa tỉnh thủ đạo chú trọng lấy tỉnh chế động lúc này hắn ra tay trong cơn giận dữ nhưng động tác lại có vẻ vô cùng chậm rãi thế nhưng uy lực không thể coi thường ầm một tiếng cú đấm kinh thiên động địa phát ra tiếng nổ như sấm sét hung hăng đánh vào quân cờ ngay khi mọi người cho rằng hắn sắp đánh tan hào quang nơi đầu ngón tay kia thì đột nhiên vị tôn giả trung niên này như bị trúng đòn nặng ống tay áo nổ tung tăng bào trên người tung bay cơ thể bắn ngược ra ngoài trên nắm đấm của hắn máu me đầm đìa da thịt nứt ra lộ cả xương trắng nhìn mà rợn người đám người co rút đồng tử đều kinh hãi vị tôn giả trung niên liên tục lùi về phía sau bị vị la hán trung niên đỡ lấy lưng mới dừng lại nhưng đột nhiên hắn phun ra một nguồn máu lớn khuôn mặt tái nhợt hắn kinh hãi nhìn quân cờ ngưng tụ hào quang thiên địa kia vừa rồi hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng phản chấn cực mạnh truyền đến từ quân cờ nhỏ bé này giống như tung một cú đấm vào tấm sắt Đồng thời toàn bộ lực lượng mà hắn rút ra đều bị trả lại toàn bộ, hắn không hề phòng bị, mới bị thương nặng như vậy, mặc dù cường độ thân thể của hắn mạnh hơn thiên nhân cảnh bình thường, có kim đăng bảo dược của Phật môn đúc thể, tăng cường thể phách nhưng vẫn có khoảng cách so với người luyện thể chân chính. Lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn động, máu tươi trong người cuộn trào, khiến hốc mắt và lỗ mũi của hắn đều rỉ ra máu. Không thể nào, đây là đạo gì chứ, hắn rung giọng nói không thể tin nổi. Vị la hán trung niên nghe lời hắn nói, sắc mặt khó coi. Hai vị tôn giả khác cũng sững sờ, không ngờ thiếu niên kia vừa dùng một quân cờ trấn áp tầng vô khuyết, vừa có sức ngăn cản bọn họ. Hai người không nói hai lời, liên tiếp ra tay. Bọn họ đều là bảo tướng cảnh, thần hồn như được dắt một lớp cát vàng, đốt cháy ngọn lửa thần uy, bảo tướng trang nghiêm, tỏa ra uy áp to lớn. Vì cân nhắc đến thể diện của vô lượng sơn, hai người không ra tay với Lý Hạo cùng lúc, mà chỉ một trước một sau. Một người cố gắng lật quân cờ đó, còn người kia thì định nhân cơ hội kéo tần vô khuyết ra. Ý đồ của bọn họ bị Lý Hạo nhìn thấu, Lý Hạo khẽ cười lạnh, vô lượng sơn càng như vậy, hắn càng phải khiến bọn họ mất hết thể diện, lực lượng ngự vật hóa thành một bức tường vô hình, đồng thời, Lý Hạo dung nhập vạn vật chư đạo mà mình lĩnh ngộ vào luồng lực lượng này. Âm dương ngũ hành, nhật nguyệt tinh chuyển, sơn xuyên ô thú. Có thể giảm bớt lực, có thể giảm sát thương, có thể chuyển hướng tấn công, có thể dẫn lực lượng đến một nơi khác, cũng có thể ẩn chứa sát chiêu trong lúc tấn công, như măng mọc sau mưa, bất ngờ không kịp đề phòng, dưới sự dung hợp của đủ loại ý cảnh võ niệm, công kích của hắn biến hóa không lường, không phải đơn giản là âm dương đạo hay viên đạo kia có thể so sánh, bao hàm quá nhiều biến hóa. Cho dù là tam bất hữu cảnh bình thường cũng sẽ bị hắn một kiếm chém giết, không thể chống lại sự biến hóa. Vạn vật trong công kích của hắn, huống chi là những cảnh giới tông sư này. ầm, vị tôn giả vung hàng ma trùy đánh vào quân cờ, cảm nhận được một luồng lực lượng cuồn cuộn va chạm tới, vội vàng thi triển tuyệt học Phật môn, cửu thiên trấn ma công, cây hàng ma trùy này mang khí thế trấn áp vạn sơn, muốn nghiền nát viên đá nhỏ tầm thường kia, nhưng khi ra tay tấn công, hắn cảm thấy cây hàng ma trùy của mình như rơi vào đầm lầy vô hình, luồng lực lượng cuồn cuộn kia như chìm vào biển lớn bị nuốt chửng bị hấp thụ chưa kịp phản ứng tiếp theo một luồng lực lượng cuồng bạo hơn lại phản chấn trở về hắn không kịp đề phòng bàn tay cầm hàng ma trùy run rẩy miệng hổ nước ra sau đó một luồng sức mạnh vô hình hung hăng vỗ vào ngực hắn quét hắn cùng với hàng ma trùy bay ra ngoài rơi xuống bên ngoài luận đạo đài còn bên kia vị tôn giả có khuôn mặt của một lão đầu hiền hòa Định nhân lúc đồng bọn ảnh hưởng đến Lý Hạo mà kéo tần vô khuyết ra, nhưng lúc này ra tay, hắn lại thấy đồng bọn bị đánh bay ra ngoài. Hắn đột nhiên biến sắc, sau đó nghe thấy một trận gió rít khác ập đến. Thì ra là bàn tay còn lại của Thiên Địa Pháp Tướng của Lý Hạo vỗ xuống, bấm tay bắn ra, lão đầu kinh hải biến sắc, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhanh chóng ném ra một vòng tròn màu vàng, vòng tròn này theo gió to lên, tăng tốc cực nhanh, xoay tròn chống đỡ trước người hắn từ trong vòng tròn bắn ra ảo ảnh của một con thú gào thét muốn lao về nơi bị tấn công nhưng vừa mới lộ đầu đã bị phát tướng đó búng trúng đầu thú tan biến vòng tròn kêu ong ong như trống bay ngược ra ngoài đập mạnh vào ngực lão đầu cùng cơ thể hắn bị bắn ra rơi xuống long giang sóng lớn của long giang lập tức nhấn chìm hắn nhưng không lâu sau hắn lại phá sóng lao ra loạn choạng trở lại luận đạo đài chỉ là toàn thân đã ướt sũng sắc mặt tái nhật chỉ trong chốc lát, liên tiếp hai vị tôn giả ra tay đều đã thất bại, mọi người đều chấn động. Lý Hạo vừa dùng một ngón tay trấn áp tầng vô khuyết, vừa có thể thông dong đánh bại ba vị tôn giả của vô lượng sơn, rốt cuộc thiếu niên này là quái vật gì? Trước đó thiên cơ lâu xếp hắn vào vị trí thứ năm của bản càn long, không ít người còn thấy có phần ưu tiên, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là bản xếp hạng này có vấn đề, thực lực khủng bố như thế vậy mà chỉ xếp thứ năm, thật là nực cười người đứng đầu trước đó, đã bị Lý Hạo dùng một ngón tay trấn áp, bọn họ không thể tưởng tượng được, Lý Hạo nên xếp ở vị trí nào. Ngươi, vị la hán trung niên kinh ngạc nhìn Lý Hạo, không ngờ kỳ lân chi tử của Lý Gia lại đáng sợ đến vậy. Lúc đầu nghe nói Lý Càng Phong suýt bị hắn giết chết bằng một đôi đũa, hắn còn cho rằng chỉ là lời đồn thổi quá đáng, bây giờ xem ra, đứa con này chỉ sợ còn khủng bố hơn cả tưởng tượng của bọn họ, mới 14 tuổi, chẳng lẽ thiếu niên này đã vô địch trong cảnh giới tông sư rồi sao vị la hán trung niên nghiến chặt răng sắc mặt tái xanh hắn nhìn thiếu niên có nụ cười lạnh lùng dưới đài từ trong ánh mắt của đối phương hắn nhìn thấy sự lạnh lùng và trêu chọc hắn biết trừ khi mình ra tay nếu không thiếu niên này sẽ khiến vô lượng sơn mất hết thể diện nhưng nếu hắn ra tay cho dù thắng cũng không vẻ vang hít sâu một hơi vị la hán trung niên nhìn xuống dưới đài lớn tiếng nói tông sư luận đạo chư vị tông sư ai nguyện ý luận đạo với kỳ lân chi tử của lý gia này nếu có thể thắng vô lượng sơn ta có trọng bảo gửi tặng trong cơn thịnh nộ lời nói của hắn lại không mất đi phong độ vẫn lấy luận đạo làm cớ nhưng ai mà không nghe ra hắn đang cầu cứu hy vọng có người có thể giúp đánh bại lý hạo lấy lại thể diện cho vô lượng sơn chỉ là cái gọi là trọng bảo đại khái là một ân tình cực lớn của vô lượng sơn ngay lập tức, không ít người sáng mắt lên. Đó chính là Vô Lượng Sơn, chân nhân của càng Đạo cung không ra tay thì chính là vị Phật chủ đó trấn áp thiên hạ, không ai dám chống lại, nếu có thể nhận được ân tình của Vô Lượng Sơn, chỉ cần không giết chết hoàng tử trước mặt mọi người thì đó chính là một lá bùa hộ mệnh tuyệt đối. Ha ha, đã là luận đạo, vậy ta cũng đến gấp vui, thiếu niên khí thịnh, để ta lĩnh giáo thử xem, rất nhanh, dưới đài có tông sư động lòng, nhảy lên luận đạo đài lớn giọng cười nói. Sau đó hắn đột nhiên rút đao, dùng tuyệt học do mình sáng tạo, thần uy bao phủ thân đao, bảo tướng hiển lộ, có khí thế chém Đức sơn hà, trực tiếp chém một đao vào ngón tay của Lý Hạo. Lưỡi đao ẩn chứa uy lực hủy diệt, có lực lượng mục nát, dường như có thể khiến vạn vật héo tàn, đây cũng là một loại đạo cảnh tông sư cực mạnh. Nhưng đã có mục nát thì sẽ có tân sinh. Như cỏ cây sinh trưởng, như vạn vật nở hoa lực lượng một nát đó không ảnh hưởng đến Lý Hạo, ngược lại, dưới sự chuyển hóa âm dương, ý cảnh mênh mông hơn bao phủ ra, trong nháy mắt áp chế lên người tông sư cầm đao, chấn động thân thể hắn bay khỏi luận đạo đài. Thất bại, ta cũng đến thử, tiếp theo, lập tức có tông sư lên đài, không tự mình tiếp xúc, rất khó cảm nhận được sự huyền diệu từ ngón tay đó của Lý Hạo nhưng rất nhanh, vị tông sư thứ hai lên đài này, cũng bị Lý Hạo ẩn chứa ý cảnh tông sư, dùng lực lượng ngự vật đánh bay ra ngoài. Một người, rồi lại một người, không ngừng có tông sư lên đài, có người đã nhận ra, lực lượng của thiếu niên đó vượt xa sức tưởng tượng, cùng cảnh giới chỉ sợ khó có đối thủ. Nhưng lại nghĩ, sau khi tiêu hao nhiều người như vậy, cho dù là cảnh giới tông sư, cũng có lúc lực kiệt, nếu có thể nhặt được một món hời, nhận được ân tình của vô lượng sơn thì cho dù vì thế mà đắc tội với vị thiếu gia này thì cũng không sao theo từng vị tông sư lên đài, họ lại nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài. Là Lâm Thanh Phong, đại tông sư 30 năm trước, hắn cũng muốn lên đài sao, mọi người nhìn về phía một người, đó là một lão giả thân hình gầy gò nhưng khi đứng dậy, đôi vai như nâng đỡ cả đất trời, mang theo khí phách tông sư như từ tuyết sơn ngoài trời bước đến, siêu nhiên thoát tục. Không ít người đều căng thẳng, không biết thiếu niên đó có thể ngăn cản được không. Rất nhanh, lão giả này đã lên đài, hắn không mang theo binh khí mà hai tay nhẹ nhàng vương về phía hào quang trên đầu ngón tay đó giống như tùy tay muốn cầm xuống tuy nhiên không ít tông sư nhìn thấy động tác của hắn ánh mắt lại thay đổi đó là sự tự nhiên trong từng cử chỉ sự viên mãn cảm giác không thể phá vỡ đây chính là cảnh giới viên mãn của đại tông sư có lẽ chỉ cần một tia cơ hội đối phương có thể siêu thoát bước vào cảnh giới cao hơn đó là cảnh giới có thể siêu thoát khỏi bụi trần bất cứ lúc nào đôi tay đó tóm lấy thoạt nhìn có vẻ tùy ý nhưng thực tế lại có ngôn vàng biến hóa nếu có chim sẽ rơi xuống cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của hắn như chim trong lòng lòng bàn tay của hắn chính là một phương thiên địa có thể trấn áp mọi thứ tuy nhiên khi lòng bàn tay của hắn đến gần hào quang của quân cờ đột nhiên lòng bàn tay của hắn bùng cháy da thịt lòng bàn tay như bị thối rửa vô số lưỡi dao sắc bén quét qua máu tươi tràn ra vẻ tùy ý trên khuôn mặt lâm thanh phong biến mất ánh mắt trở nên nghiêm trọng nhưng lòng bàn tay không hề lùi lại vẫn tiếp tục duỗi về phía trước nhưng càng tiến gần vết thương trên cánh tay hắn càng nhiều hào quang vạn trượng phía trước dường như là vạn lưỡi dao sắc bén móng tay của hắn rơi ra móng tay lật lên ống tay áo của hắn đều bị vỡ rách nát cho đến cuối cùng khi lòng bàn tay của hắn sắp chạm vào quân cờ một lực lượng cùng bạo chấn động phát ra giống như tiếng hổ gầm chấn động trong màn nhĩ của hắn đồng tử của lâm thanh phong đột nhiên co lại tâm thần run rẩy thân hình già nua của hắn như bao tải rách đột nhiên bay ra giống như bị người đá một cú thật mạnh ầm ừ, cơ thể của lâm thanh phong rơi xuống ngoài luận đạo đài cánh tay đã đầy máu da thịt nứt ra trông thật thảm thương bóng dáng già nua của hắn đứng dậy Chiếc áo bào vốn thanh nhã thoát tục và mái tóc dài bồng bềnh lúc này đã trở nên bù xù, trách nát, trông vô cùng chật vật. Lâm Thanh Phong ngẩng đầu, khóe miệng hơi rỉ máu nhưng lại bị mái tóc xõa che khuất, trong lòng hắn chấn động đến mức không nói nên lời, ánh mắt từ trên luận đạo đài từ từ chuyển sang, rơi vào thiếu niên đang ngồi ở một chỗ khác. Đột nhiên hắn nhận ra, từ đầu đến cuối, thiếu niên đó vẫn chưa ra tay. Trong lòng hắn nảy lên một ý nghĩ khủng khiếp. Chẳng lẽ thiếu niên này 14 tuổi, đã là cảnh giới tông sư viên mãn, đã bước một chân vào tam bất hủ. Nghĩ đến những ý nghĩ này, hắn chỉ cảm thấy tim mình co thắt dữ dội, khó có thể chịu đựng được. Có thể bước vào cảnh giới tông sư thiên nhân, ai mà không phải là thiên tài. Ai mà không từng thành danh khi còn trẻ, không từng đăng lâm bản càng khôn, nhưng giờ đây gió trăng vô tình, tuổi tác ngày càng cao, bọn họ đã được coi là thế hệ cũ nhưng với tuổi thọ của thiên nhân cảnh, tâm thái của bọn họ vẫn còn trẻ vẫn đang theo đuổi võ đạo cao hơn vì vậy bọn họ cũng có một viên tranh minh chi tâm chỉ là lúc này viên tranh minh chi tâm của hắn đã bị một quân cờ đó nghiền nát khi lâm thanh phong thất bại mọi người cũng im lặng trong chốc lát dù sao thì đây cũng là một đại tông sư đã thành danh nhiều năm nhưng không lâu sau ánh mắt của mọi người liền rời khỏi người hắn rất nhanh lại có người lên đài có một cường giả như lâm thanh phong đến va chạm cho dù không địch lại thì đối với cùng cảnh giới cũng tiêu hao rất lớn đây chưa chắc đã không phải là một cơ hội nhưng ngay sau đó vị tông sư lên đài lần nữa cũng bị đánh bay ra ngoài phun máu tươi dưới đài lý vô song ngây người nhìn cảnh này từ khi tần vô khuyết khiêu khích lý hạo sự tức giận ngập tràn trong lòng nàng đến khi lý hạo ra tay một ngón tay trấn áp tần vô khuyết sự tức giận trong lòng nàng đã bị sự chấn động thay thế thần hồn kỳ lạ từng xuất hiện trong trận chiến với lý thiên cương đã từng chấn động cả phủ thần tướng giờ lại xuất hiện một lần nữa nhưng so với lần đó còn đáng sợ hơn trước đây chưa có thần uy chi hỏa bao phủ nhưng giờ đây toàn thân bốc cháy thần quang giống như một vị thần linh giáng thế trong cơn thịnh nộ mà lực lượng hắn thể hiện càng vượt xa trí tưởng tượng và nhận thức của nàng thật không ngờ rằng chỉ một mình hắn lại có thể liên tiếp đánh bại nhiều tông sư nổi tiếng có mặt tại đây khi nàng còn đang theo đuổi thập ngũ lý cảnh vẫn còn mong mỏi thiên nhân cảnh thì thiếu niên kia đã có khí độ và lực lượng có thể khinh thường các tông sư trên thế gian đây chính là khoảng cách giữa bọn họ sao bên kia chu hải đường đứng dậy hắn thu lại sự chấn động trong mắt bước lên đài bên cạnh chu linh nhi và những người khác phản ứng lại cha chu linh nhi vội vàng kêu lên cha cha cũng muốn đi sao không được cha nàng muốn nói cha không đánh lại hắn được. Nhưng khi lời nói đến miệng, nàng đột nhiên cảm thấy lòng đắng chát. Trong lòng nàng, phụ thân là người đứng đầu, là chỗ dựa vững chắc và mạnh mẽ nhất. Nhưng bây giờ, nàng không thể không thừa nhận rằng, phụ thân không phải là đối thủ của thiếu niên mà nàng từng coi thường trước đây. Sư phụ, hứa uyển nhi và thanh niên cũng vội vàng khuyên can. Chu Hải đường lắc đầu, hít sâu một hơi, nói, ta phải thử, nhân tiện cũng thử nghiệm chứng một chút, tông sư chi đạo của ta còn cách viên mãn bao xa, hắn muốn khiêu chiến, không chỉ vì lời hứa của vô lượng sơn, mà còn vì viên tông sư chi tâm tranh minh, nhìn thấy thiếu niên phi phàm như vậy, nhìn thấy lực lượng kinh người của một ngón tay đó, đạo cảnh ẩn chứa trong đó, hắn muốn đích thân tiếp xúc, đích thân cảm nhận. Không còn để ý đến sự ngăn cản của nữ nhi và đồ đệ, chu hải đường lên đài. Hắn điều động toàn bộ lực lượng, lỗ chân lông giãn nở, lực lượng toàn thân được điều động đến cực hạn, chu thiên hợp nhất. Sau đó, hắn rút kiếm, thi triển tuyệt học mạnh nhất của mình, đột nhiên chém ra. ầm, ừ, ngay khi kiếm quan chạm vào quân cờ, một ý cảnh võ đạo mênh mông và hùng vĩ bao phủ lấy, trong nháy mắt, dường như chu hải đường cảm nhận được sự cuồn cuộn của vạn vật trong trời đất, tràn về phía thân thể của mình. Đồng tử của hắn mở to, co lại, trong lòng kinh hãi đến nỗi không nói nên lời. Hóa ra, Ý cảnh võ đạo của thiếu niên đó không phải chỉ có một loại. Thân hình hắn đột nhiên bay ngược ra ngoài, rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên ngực bị rách từng mảnh, vô cùng chật vật. "Cha, Chu Linh Nhi vội vàng tiến lên, hốc mắt đã ương ướt. Chu Hải Đường miễn cưỡng đứng dậy, ho ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lấy ra một bình bảo dược uống vào, mới ổn định được thương thế, nói nhỏ, ta không sao." Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang ngồi ở một chỗ khác thiếu niên đó ngồi tĩnh lặng trên một chiếc ghế bình thường nhưng lại có một loại cảm giác siêu nhiên và bình thản như ngồi một mình trên đỉnh quần sơn nhìn xuống vạn vật trên thế gian chu hải đường bại từ thân thể đến nội tâm đều bại bại dưới một ngón tay ngưng tụ ý cảnh võ học bại dưới lực lượng tông sư của thiếu niên vô địch kia nhưng sau khi chu hải đường bại trận lập tức lại có tông sư bước lên luận đạo đài Sống nước bên bờ Long Giang này, muốn tranh đấu với thiếu niên chói lọi kia, đa số các tông sư có mặt đều dâng lên tâm trạng giống Chu Hải Đường, ngoài lời hứa của Vô Lượng Sơn, thiếu niên kia liên tiếp đánh bại mọi người, ý cảnh và lực lượng võ đạo mà hắn thể hiện, bọn họ cũng muốn tiếp xúc, muốn theo đuổi, muốn. Nhìn xem lực lượng tuyệt đỉnh vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, ầm ầm, các tông sư lên đài nhưng đều liên tiếp thảm bại bay ra ngoài. Bọn họ thi triển tuyệt học của mình đao kiếm thương côn, quyền trưởng thần thuật nhưng trước mặt thiếu niên chói lọi kia, mọi biến hóa võ đạo dường như đều có cách phá giải tương ứng, cuối cùng, không ai có thể lay chuyển được hắn, dùng một người mà trấn áp các tông sư thiên hạ, mọi người có mặt, thậm chí không có sức nhất nổi một ngón tay, khi không còn tông sư nào lên đài nữa, toàn bộ các tông sư có mặt, bao gồm cả người thân mà bọn họ dẫn theo, những thiên tài tụ họp từ 19 châu, đều mất. Tiếng, im lặng giống như đã chết, chỉ có tôn thiên địa pháp tướng kia, toàn thân khoác thần uy liệt diễm, như một vị thần linh an nhiên tĩnh tọa, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống chúng sinh, không còn ai lên đài nữa, không thể nói đến tranh đấu nữa, cho dù là ý cảnh võ đạo, thể lực, thần niệm mênh mông, hay là thần uy tông sư, thiếu niên 14 tuổi kia đều đã đạt đến đỉnh cao, không thể địch nổi, trận khiêu chiến do tầng vô khuyết phát động này, kéo dài hai canh giờ, nhưng từ đầu đến cuối, thiếu niên kia đều chưa từng đích thân ra tay chỉ cần thả thần hồn ra ngoài cơ thể đã trấn áp được mọi người thậm chí còn bảo vệ được quân cờ được mài từ đá kia phải biết rằng với lực lượng cảnh giới tông sư của bọn họ cho dù chỉ hắt hơi cũng có thể đánh vỡ viên đá kia nhưng hết lần này tới lần khác viên đá nhỏ bình thường này lại trấn áp được các tông sư thiên hạ trấn áp phật tử tôn quý đứng đầu bản càng long kia nằm im trên mặt đất không thể nhúc nhích như một con sâu đã mất hết ý chí đúng vậy lúc này ngoài các tông sư người bị chấn động và đã kích mạnh nhất chính là tần vô khuyết trong hai canh giờ này hắn trơ mắt nhìn nhiều tông sư lần lượt tiến lên lại trơ mắt nhìn từng người bọn họ một thảm bại còn bản thân thì bị trấn áp đến mức không thể phản kháng thiếu niên kia không chỉ đè chết thân thể hắn mà còn đè nát cả viên đạo tâm kia của hắn ánh mắt tần vô khuyết đã mất đi ánh sáng cùng là thiên kiêu hắn trấn áp bản càng long ba năm, không ai địch nổi, 19 tuổi đã vấn đỉnh tông sư thiên hạ, phải biết rằng, Lý Thiên Cương của phủ thần tướng Lý Gia, công tức hình vũ nổi tiếng thiên hạ ngày nay, cũng phải 19 tuổi, mới bước vào thiên nhân cảnh, nói cách khác, tư chất của hắn và đối phương là ngang nhau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này chắc chắn hắn cũng sẽ lên đến đỉnh cao, danh chấn thiên hạ, khiến thế nhân kính ngưỡng, trở thành Bồ Tát ngồi trên đài sen được hàng tỷ hương hỏa cúng bái, được thế nhân tôn thờ. Nhưng bây giờ, viên đạo tâm này của hắn, đã vỡ tan. Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt của từng người bên ngoài luận đạo đài, như giác lên mặt họ một lớp giấy vàng rực rỡ. Đây không chỉ là hoàng hôn của thiên địa, mà còn là hoàng hôn của các tông sư, kể từ hôm nay, một truyền thuyết mới sẽ nổi lên. Có thiếu niên cửa gió mà đến, 14 tuổi dùng một ngón tay trấn áp thiên hạ, bọn họ cũng hiểu rằng, từ hôm nay trở đi, trên bản càng khôn, cái tên đó sẽ như mặt trời chói chang trấn áp tất cả các thiên kiêu đại vũ trong 8 năm, kỷ lục này, không ai có thể phá vỡ, khuôn mặt của vị la hán trung niên tái xanh, trong mắt mang theo sự chấn động và tức giận, còn có một tia kinh sợ và kiên dè. Thiếu niên kia không chỉ có tốc độ tu luyện sư tuyệt, mà thực lực chiến đấu, ý cảnh võ học cũng không thể tưởng tượng nổi, thiên tư này quả thực như thánh nhân chuyển thế, không ai sánh bằng. Chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai không quá 10 năm, chỉ sợ là đã có thể sánh ngang với những lão già tứ lập cảnh kia, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng, nghiêm trang và trịnh trọng nói, "Thí chủ, hiện tại không có ai có thể luận đạo với ngươi, ngươi cũng nên đi đi." Lý Hạo hờ hững nói, "Ta đã bảo rồi, cần hắn đích thân nói cho ta nghe, nếu không thì làm sao ta biết hắn có phục hay không?" Biết đâu hắn còn có ác chủ bài ngươi phải cho hắn cơ hội phát huy, đừng làm hại hắn. Dù vị la hán trung niên này đã niệm kinh dưỡng tính 30 năm nhưng nghe Lý Hạo nói vậy cũng suýt tức đến phun ra một nguồn máu. Phật cũng phải nổi giận rồi. Ta làm hại hắn. Ngươi chết đi cho rồi, tần vô khuyết sắp mất đi ý thức, đạo tâm cũng đã tan vỡ, vậy mà Lý Hạo vẫn không chịu buông tha. Chính miệng nhận thua, đó là một tia ý niệm cuối cùng của tần vô khuyết, nếu vỡ tan, cả đời này hắn sẽ phải sống dưới bóng ma của Lý Hạo. Vị la hán trung niên nghiến răng, đè nén cơn giận, nói, Lý công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi thật sự muốn kết quán với vô lượng sơn chúng ta sao? Lý Hạo cười lạnh trong lòng, kết quán ư, chẳng phải đã kết từ lâu rồi sao, nhưng những chuyện này có thể làm sao lưng, còn bề ngoài thì không tiện nói, hắn nhàn nhạt đáp, tiền bối nói quá rồi, chúng ta chỉ luận đạo giao đấu bình thường, sao lại nói đến kết quán, người khiêu chiến với ta là hắn bây giờ muốn kết thúc đương nhiên phải do hắn đích thân mở miệng nếu ngươi muốn đòi công bằng thì trước đó khi hắn khiêu chiến với ta sao ngươi không mở miệng với danh nghĩa đứng đầu bản càng long lại khiêu chiến với kẻ đứng thứ năm như ta rõ ràng là bắt nạt người sao ngươi không nói vị la hán trung niên nghẹn lời trong lòng tức giận hắn liếc nhìn thiên cơ sơn nhân bên cạnh người ta đều nói thiên cơ lâu nắm giữ thiên cơ đoán việc như thần dưới cầm trời này không có thứ gì có thể che giấu trước mặt bọn họ. Kết quả là thiếu niên này nổi danh khắp Thanh Châu, bộc lộ tu vi thập ngũ lý cảnh, mọi người mới biết có một yêu nghiệt như vậy. Hắn đạt đến thần du cảnh khi còn nhỏ hơn thế nhưng không ai biết, bây giờ, sau trận đại chiến đó, mọi người đều cho rằng phụ tử đại chiến, vị phụ thân kia đã nương tay, vì vậy mới xếp Lý Hạo ở vị trí thứ năm. Kết quả ai ngờ, với một phần lực lượng mà Lý Hạo thể hiện ngày hôm nay, nếu bùng nổ toàn lực, hoàn toàn có thể giao thủ với tam bất hủ, dù sao thì vị lý thiên cương kia đã phá tâm thể, bị thương nặng, cảnh giới tục dốc, không giống như khi chinh chiến ở Yến Bắc, ngạo thị cùng cảnh giới, có thể gọi là bất bại vô địch. Chỉ là, thế nhân có thể đánh giá thấp nhưng thiên cơ lâu của ngươi cũng có thể đánh giá thấp sao? Đây chẳng phải là hại người à? Thấy vị la hán trung niên nhìn sang, thiên cơ sơn nhân hoàng hồn, cảm nhận được cơn giận của hắn, trong lòng cũng có chút bực bội đành phải ra mặt vừa định mở miệng thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ xa tiếng nổ này kinh thiên động địa như một viên thiên thạch va chạm vào mặt đất mọi người đột nhiên chấn động kể cả lý hạo đều quay đầu nhìn lại nhưng thấy trên tường thành không xa một hoa văn pháp trận màu tím rực rỡ hiện lên nhưng rất nhanh như bị lửa đốt qua nhanh chóng tắt ngấm cùng lúc đó Đỉnh chóp của một tòa tháp tiễn và một tòa pháo đài khổng lồ trong thành trì đột nhiên vỡ tan, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Pháp trận biến mất, rõ ràng là bị phá, đây chính là thần trận bảo vệ đại nhạc thành, có pháp trận này, cho dù người trấn giữ trong thành chỉ là tông sư thiên nhân, cũng có thể mượn pháp trận hộ thành này để chống lại một yêu ma tam bất hủ cảnh dẫn đầu yêu triều trong nửa ngày, với thời gian nửa ngày này, đủ để cầu cứu nhận được sự tăng viện của cường giả nhưng bây giờ thần trận hộ thành lại bị phá hơn nữa pháp trận còn chưa kịp kích hoạt đã bị phá chứng tỏ là bị phá từ bên trong có thể làm được chuyện này chỉ có người hoặc là yêu ma xâm nhập vào thành nhưng nếu yêu ma vào thành thì phải đăng ký có lệnh bài mới được nếu không thì đã kích hoạt thần trận giết chết rồi khi mọi người đang nghi ngờ hai tòa lâu tiễn khác cũng đột nhiên sụp đổ khi một tòa lâu tiễn sụp đổ bỗng nhiên có hai bóng đen bay ra từ bên trong, một bóng người bắn thẳng vào tường thành, đập vào đó, còn một bóng người khác thì đuổi theo, mặc áo dài, thân hình khôi ngô to lớn, đè đầu người đập vào tường thành, rồi bóp nát. Sau khi tu luyện Minh Ngọc chân ma công, thị lực của Lý Hạo trở nên nhạy bén hơn trước, hiện đứng cách đó mười mấy dặm, hắn vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng ở đó, ngay cả khe hở giữa những viên gạch trên tường thành cũng có thể nhìn rõ. Người bị bóp nát đầu, rõ ràng là một vị tướng thủ thành mặc áo giáp. Còn bóng người khôi ngô kia, khi áo choàng của hắn tung lên, lộ ra những khối cơ bắp đỏ rực, toàn thân lông lá rậm rạp, trên đỉnh đầu có một cái sừng nhọn hơi nhô lên, rõ ràng là một yêu ma, hơn nữa, hơi thở như lò lửa, mạnh mẽ và cường đại, không phải là thiên nhân cảnh, mà là đại yêu ma tam bất hữu cảnh, cũng chính vì vậy, hắn không cần hóa hình, đã dễ dàng bóp chết vị tướng quân thiên nhân cảnh kia, là yêu ma, yêu ma xâm nhập vào thành rồi. Không chỉ có Lý Hạo nhìn rõ được cảnh tượng ở đó. Những tông sư khác cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra, có người tế xuất thần hồn quan sát, thấy được tình hình. Trong nháy mắt, sắc mặt của tất cả các tông sư bên cạnh luận đạo đài đều thay đổi. Thật không ngờ có yêu ma nhân cơ hội này xâm phạm Đại Nhạc Thành, đây chính là nơi trung tâm của Tây Bắc, cách biên giới khá xa, là đại yêu ma tam bất hữu cảnh, sắc mặt vị la hán trung niên tên là ôn thiên ân lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng đại yêu như vậy xâm phạm lại còn phá hủy pháp trận lộ ra quá nhiều tin tức hắn nhận ra tình hình không ổn biết nhìn thiên cơ sơn nhân ánh mắt hai người giao nhau đều ngửi thấy một loại nguy cơ nào đó biên giới lương châu bất ổn không yên bình tin tức này không chỉ lý gia biết thiên cơ lâu cũng điều tra được ít nhiều mà trước khi ôn thiên ân lên đường đến tham gia đại hội tông sư Sư Tôn của hắn, vị Bồ Tát kia cũng đã nói với hắn về chuyện này, bảo hắn trên đường nhất định phải cẩn thận, không được dừng lại ở biên giới. Chỉ là không ngờ, yêu ma lại to gan lớn mật đến vậy, dám xâm phạm vào thành, hơn nữa nhìn tình hình này, có vẻ như chúng muốn phá thành, chết tiệt, bên ngoài thành có bóng dáng đại quân yêu ma, đột nhiên, có tông sư hét lớn. Chỉ thấy thần hồn của một số tông sư bay lên, đã thăm dò các hướng khác, phát hiện động tĩnh bên ngoài thành. Bên ngoài Đại Nhạc Thành là đồng bằng rộng lớn, trăm dặm đất bằng phẳng, yêu ma không thể ẩn nút nhưng bây giờ, ở rìa chân trời, lại có một đường đen như thủy triều, cuồn cuộn kéo đến. Đám yêu ma này có mưu đồ từ trước, mau liên lạc với phủ thành chủ, chết tiệt, pháp trận hộ thành đã bị phá, làm sao mà thủ được, sợ cái gì, lũ yêu ma này chọn nhầm thời điểm rồi, chúng ta là các tông sư thiên hạ tụ họp ở đây, chúng coi như đá phải tấm sắt rồi, chư vị, yêu ma đang đến gần, Chúng ta là người tập võ, đương nhiên phải trảm yêu trừ ma, có ai nguyện kết bạn với ta để giết yêu không? Số lượng tông sư có mặt rất đông, mặc dù chưa chắc đã có tất cả các tông sư thiên hạ đến, nhưng ít nhất cũng có hơn 8 phần đã có mặt, vì vậy họ không hề sợ hãi. Ầm, ừ, khi họ nói xong, tòa pháo đài cuối cùng trên bức tường phía đông xa xa cũng bể nát, bên trong có một bóng người mặc áo choàng xám bay ra, chỉ liếc nhìn thoáng qua về phía Long Giang. Chỉ một cái liếc mắt này nhưng lại khiến ôn thiên ân và thiên cơ sơn nhân vừa định ra tay thì cơ thể đã cứng đờ. Cái liếc mắt cách xa mười mấy dặm nhưng lại khiến toàn thân bọn họ phát lạnh, cảm nhận được bóng ma tử vong khủng khiếp. Ngay sau đó, từ xa trong thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bóng người khôi ngô trước đó, đã hiện nguyên hình trong thành, hóa thành một con ngưu ma khổng lồ. Nó tùy ý xông vào, phá hủy nhà cửa, há miệng một cái, yêu phong cuồn cuồng, cuồng hút tất cả những người dân đang chạy trốn trên mặt đất vào miệng, một ngụm nuốt chửng hàng chục người, nhai nát, máu tươi đỏ thẩm phun ra từ bên miệng nó, như nước ép từ thịt quả chín. Đã quá, ngư ma cười lớn, đuổi theo về phía trước. Mọi người thấy vậy, đều vô cùng phẫn nộ, Lâm Thanh Phong trước đó bại dưới tay Lý Hạo, lúc này nuốt vào một viên đan dược, vết thương trên cánh tay lành lại với tốc độ kinh người, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn bước lên phía trước, lực lượng cảnh giới đại tông sư viên mãn khiến hắn dám đối mặt với ngưu ma tam bất hủ cảnh kia hắn muốn xông lên ngăn cản với sức mạnh của nhiều tông sư chưa chắc đã không có cơ hội ngăn cản móng trâu của nó nhưng ngay khi hắn vừa bước ra một bóng đen đột nhiên bay tới từ chân trời phía xa rơi xuống luận đạo đài đập vỡ một khối đá trên luận đạo đài tạo thành một cái hố sâu rõ ràng bên trong là một bộ chiến giáp vỡ nát đôi mắt đờ đẫn đầu lâu hé ra nhìn rõ dung mạo của hắn, sắc mặt thiên cơ sơn nhân đại biến, tên kia chính là thành chủ đại nhạc thành. ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống trước mặt mọi người, dẫm nát mặt đất tạo thành hố sâu. Trong làng bụi mù, một người vung tay, cuốn tan bụi khói bụi, lộ ra dáng vẻ khôi ngô. Dung mạo của hắn tuấn tú, nhưng hai bên má lại rậm rạp lông, đôi mắt màu tím, mang theo tà quan yêu dị, thản nhiên quan sát mọi người có mặt ánh mắt dừng lại một chút trên pháp tướng của lý hạo hương vị này thật thơm ngon áo bào trên người hắn lộ ra màu sắc vốn có ban đầu một chiếc trường bào tử kim sắc trông vô cùng tôn quý đằng sau hắn là một lão giả mặc áo xám đối phương nở nụ cười như đang nhìn mọi người nhưng đáy mắt lại như không có một ai tồn tại hai con đại yêu ma mọi người chấn động trong lòng cảm nhận được hơi thở nồng nặc đó có cảm giác tâm thần rung rẩy. Các công sư có mặc dù đều là cường giả một phương nhưng trước đại yêu ma tam bất hữu cảnh, vẫn có chút lực bất tòng tâm. May mắn thay, số lượng của bọn họ cũng đủ nhiều, hơn nữa Ôn Thiên Ân và Thiên Cơ Sơn Nhân có mặt, cũng không tính là yếu thế. Cuối cùng cũng được giải phóng rồi, mấy ngày nay làm ta ngột ngạt quá. Thanh niên mặt Tử Kim duỗi thẳng hai cánh tay, vặn cổ, ngoài miệng mang theo vẻ thích thú, đi thẳng về phía mọi người những đệ tử, gia quyến bên cạnh các tông sư không tự chủ được lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không phải là tông sư thiên nhân, dưới khí thế của đại yêu ma, trung rẩy như cầy sấy, như rơi vào hầm băng. Lúc này, Pháp tướng vẫn luôn ấn ngón tay lên người tần vô khuyết, đã thu tay lại, đồng thời quân cờ trong tay tỏa ra hào quang, đột nhiên ném ra, như sao băng bắn về phía thanh niên áo tím, cũng xé rách vi thế yêu ma kinh thiên động địa kia thanh niên tử kim bào nhướng mày khóe miệng nở một nụ cười thích thú giơ tay đón lấy ầm uhm, hắn nắm lấy quân cờ trước đó đã trấn áp các tông sư thiên hạ vần hào quang rực rỡ vạn trượng bị hắn nắm lấy như một mặt trời tắt ngúng mọi người đều biến sắc nhưng ngay lúc này trong lòng bàn tay của thanh niên tử kim bào đột nhiên truyền đến một tiếng nổ giống như tiếng sấm sét nổ vang một ít khói màu xám trắng tỏa ra từ kẻ ngón tay giống như bột đá biểu cảm mỉm cười thản nhiên của thanh niên tử kim bào hơi đông cứng hắn buông ngón tay ra chỉ thấy lòng bàn tay máu thịt mơ hồ như bị vô số lưỡi dao cắt nát hắn bị thương rồi nhiều tông sư đều sửng sốt bọn họ đều đã giao đấu với quân cờ của lý hạo biết được ý cảnh võ đạo ẩn chứa trên đó đáng sợ đến mức nào vừa nhìn thấy bị đại yêu ma này chụp tắt trong nháy mắt bọn họ đều kinh hãi kết quả là ngay cả đại yêu ma tam bất hữu cảnh cũng bị đánh thương Thấy thiếu chủ bị thương, sắc mặt lão giả áo xám sau lưng thanh niên Tử Kim bào trở nên lạnh lùng, hắn chậm rãi bước lên một bước. Thiên địa như tối sầm lại, như những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy nhịp tim như chậm lại, có cảm giác khó thở. Nhưng thanh niên Tử Kim bào lại giơ tay ngăn cảm lão giả, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, vết thương ở lòng bàn tay liền lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên bình tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt màu tím như sao đêm, lộ ra ý cười, thú vị. Ngươi là tiểu yêu vương Vạn Sơn, lúc này, một giọng nói kinh hải vang lên, chính là Thiên Cơ sơn nhân. Hắn đã nhận ra lai lịch của hai đại yêu ma này, vẻ mặt kinh ngạc, đối phương lại là nhi tử độc nhất của yêu vương Vạn Sơn bên ngoài Thiên môn quang, nghe nói tiểu yêu vương kia có tư chất cực cao, lại được phụ thân dốc toàn lực bồi dưỡng, tu luyện mấy trăm năm, đã đạt đến tam bất hủ đỉnh phong, ngoài ra, hắn đã từng giữ kỷ lục nhiều lần nuốt chững đại tướng tam bất hủ ngoài biên cương, cách đây mấy chục năm, tiểu yêu vương này đã xuất hiện khắp nơi ở biên giới Lương Châu, tấn công nhiều thành trì. Biên giới, là một yêu ma đáng sợ vô cùng không an phận, tiểu yêu vương vạn sơn, nghe lời thiên cơ sơn nhân nói, mười mấy tông sư cảnh giới Lương Châu có mặt đều biến sắc, lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi. Tiểu yêu vương này vô cùng hung hăng, nhiều lần tấn công biên giới, bọn họ đã nghe nói từ lâu, cũng biết cảnh giới của hắn. Nếu chỉ là bất tử cảnh thì bọn họ còn có thể cùng nhau tấn công, đánh bại hắn. Nhưng bất suy cảnh, chênh lệch này quá lớn, chiến thuật biển người không thể có hiệu quả, bởi vì đối phương có sức mạnh bất suy. Sao tên yêu ma này lại đến đây, chết tiệt, chúng sẽ không nhắm vào chúng ta chứ, nghe nói nó giết người như ngóe, ăn rất nhiều, sao lại để loại quái vật này lẻn vào được chứ, những tông sư này sắc mặt tái nhợt, mặc dù địa vị tông sư rất cao nhưng trước mặt đại yêu ma như thế, họ cũng chỉ là thức ăn ngon mà thôi. Có người đã nảy sinh ý định rút lui, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu như trận pháp hộ thành vẫn còn thì họ có thể dựa vào uy lực của trận pháp để chống lại đại yêu ma này. Nhưng trận pháp đã bị phá, ngay cả thành chủ đại nhạc cũng đã tử trận, hy vọng duy nhất trước mắt chỉ có thể gửi gắm vào tam bất hữu cảnh của vô lượng sơn, ôm thiên ân. Nghĩ đến đây, ánh mắt của không ít công sư đều đổ dồn về phía ôn thiên ân và thiên cơ sơn nhân hai người họ hẳn là trụ cột cuối cùng của thành đại nhạc lúc này chỉ là yêu ma tam bất hủ trước mắt bao gồm cả ngưu ma ở đằng xa đã có ba tên bỏ qua cảnh giới thì số lượng đã chiếm ưu thế mà bên ngoài thành còn có yêu triều liên tục kéo đến rõ ràng những yêu ma này định bao vây toàn bộ thành trì tàn sát cả tòa thành chư vị liều chết chiến đấu thôi không phải tất cả tông sư đều gửi gắm hy vọng vào người khác, có tông sư bước ra, sau khi kinh ngạc tuyệt vọng, trong mắt lại lộ ra sát ý quyết tử. Chạy trốn cũng chết, nhưng lúc yêu ma triều chưa vây quanh, giết ra một con đường máu, chỉ cần có người chạy thoát, cầu viện quân tiếp viện gần đó, thì vẫn còn kịp, không đến nỗi toàn thành bị diệt, đúng vậy, nhát gan yếu đuối chỉ khiến chúng ta chết nhanh hơn, sau khi một người đứng ra dẫn đầu, càng nhiều tông sư thu liễm tâm thần từ trong sự kinh nộ tuyệt vọng, dù sao bọn họ cũng là tông sư mặc dù biết trận chiến này gian nan chắc chắn sẽ vô cùng thảm thiết nhưng họ còn có thể làm gì khác được chạy trốn nếu như tản ra như chim vỡ tổ chỉ có nước bị những đại yêu ma này tùy ý tàn sát bắt giữ dù sao bọn họ cũng là tông sư không phải heo chó không phải là lũ kiến hôi sẽ hoảng sợ bỏ chạy khi bị đe dọa những con sóng dài trên dòng long giang kia đang cuộn trào đang đập vào bờ sông bên ngoài luận đạo đài dường như cũng đang gào thét, rất nhiều tông sư đều bước ra, trong mắt hiển lộ ý chí quyết tử. Chu Hải Đường giơ tay, che chắn nữ nhi và hai đồ đệ ở phía sau. Hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù trong cảnh giới tông sư, hắn chỉ đạt đến bảo tượng cảnh, thậm chí còn không được coi là đại tông sư, cho dù là yêu ma tam bất hủ cảnh bình thường, ngày thường hắn gặp cũng phải chạy trối chết. Nhưng bây giờ, làm sao hắn có thể chạy trốn, phía sau là nữ nhi và đồ đệ của mình hắn phải dùng thân xác bằng xương bằng thịt của mình dùng võ đạo tông sư tu luyện cả đời tranh đấu cho bọn họ một con đường sống mong manh bạch huynh xem ra cuộc tỉ thí của chúng ta chỉ có thể để lại lần sau chu hải đường nhìn thấy một bóng người cũng đang bước ra không xa bạch xuân hải hai người là đối thủ nhiều năm lúc này như có linh tính nhìn nhau trong sự ngưng trọng quyết tử dưới đáy mắt nhiều thêm một nụ cười thản nhiên không nhất định phải đợi đến lần sau, so xem lần này ai gây ra thương tổn cho nó cao hơn thì thế nào, Bạch Xuân Hải mỉm cười, thân hình của hắn không không, lúc này xương sống kêu răng rắc, thẳng tắp lên, thể hiện phong thái của một tông sư, được, trong mắt Chu Hải Đường bùng phát ra ánh sáng và ý chí chiến đấu. Trong số những tông sư khác, không ít người có tâm trạng như Chu Hải Đường, lần này đến luận đạo tông sư, không ai ngờ rằng lại gặp phải cảnh tượng tuyệt vọng thảm khốc trước mắt bọn họ đều mang theo đồ đệ thân cận hoặc người nhà của mình đến chỉ có số ít người là đơn thân độc mã nhưng lúc này đã không còn đường lui trong đám người sắc mặt lý vô song tái nhật nàng không mang theo tín hiệu cầu cứu thứ đó ở trong xe ngựa của nàng nhưng nơi này cách xe ngựa bên ngoài quá xa căn bản không có cơ hội đi lấy bên cạnh nàng hai thị nữ thập ngũ lý cảnh bảo vệ nàng ở phía sau trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ nhưng nhiều hơn là sát khí quyết tử trong quân đội, bọn họ đã từng thấy không ít đại yêu ma, từ lâu đã luyện thành ý chí can đảm, lúc này cho dù phải liều chết, họ cũng sẽ bảo vệ Lý Vô Song. "Giao bá, ngươi chơi với bọn họ trước đi." Tiểu Yêu Vương Vạn Sơn nhìn thấy nhiều tông sư bộc lộ ý chí chiến đấu, trên mặt mang theo nụ cười, ra vẻ không hề để tâm, ánh mắt hắn ta dừng trên người Lý Hạo, hứng thú nói, "Chỉ là sâu mọt cảnh giới tông sư, vậy mà có thể làm ta bị thương, thật khiến ta có chút tò mò." Lão giả áo xám liếc nhìn thiếu niên nhân tộc kia, chỉ là thiên nhân cảnh, trước mặt thiếu chủ cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, hắn cung kính đáp một tiếng, sau đó, toàn thân hắn dần dần bốc lên yêu khí khủng bố. Yêu khí này ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, tụ lại thành một dao long hư ảnh khổng lồ dài trăm trượng, vẫy trên cả người như sắt thép nóng chảy, tỏa ra hơi thở đáng sợ. Cảnh giới tu vi của hắn cũng được giải phóng ra lúc này, vậy mà cũng là tam bất hủ đỉnh phong. Nhìn thấy cảnh này, nhiều tông sư vừa dấy lên ý chí chiến đấu, sắc mặt lại lại trở nên khó coi, nhưng ngay sau đó, trong mắt bọn họ lại bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn, cũng bi thương hơn. Các ngươi hãy đưa Phật tử rời đi. Trên luận đạo đài, sắc mặt ôn thiên ân khó coi, nhanh chóng truyền âm cho ba vị tôn giả bên cạnh. Hắn nhìn thấy tầng vô khuyết trên mặt đất ý thức mơ hồ, trong lòng thầm thở dài, chỉ sợ sau trận chiến hôm nay, nội tâm của phật tử này sẽ để lại vết thương không thể xóa nhòa dặn dò xong hắn liền bay lên lao về phía nhiều tông sư ở đằng trước trên người hắn tỏa ra kim thân phật quan muốn dẫn đầu các tông sư hấp dẫn sự chú ý của hai đại yêu ma kia đừng cản trở thiếu chủ lão giả áo xám lại thản nhiên nói sau đó giơ tay vỗ một cái yêu khí trong lòng bàn tay hóa thành móng rồng vậy mà quét ngang qua không trung sắc mặt ôn thiên ân đột nhiên thay đổi, ném ra Phật Châu trong tay, hình thành một màn sáng màu vàng, đồng thời hắn giải phóng bảo tướng trang nghiêm của mình, như một vị Phật, giơ tay sử dụng một trong những tuyệt học của vô lượng sơn, thiên Phật trấn ma trưởng, Phật trưởng tỏa ra thần uy liệt diễm và thần quang, như một mặt trời rực rỡ, quay nghiêm trấn áp xuống. Dường như muốn trấn áp tất cả yêu ma trên thế gian, tuy nhiên, khi Phật trưởng va chạm với hư ảnh giao long, hư ảnh giao long đó lại trực tiếp xé rách Phật trưởng, đồng thời chụp nát cả kim quan thần tráo bên ngoài cơ thể ôm thiên ân. Lực xung kích khủng bố quét ngang cơ thể ôm thiên ân, đánh bay hắn về phía đám người. Nhiều tông sư liên tiếp ra tay, đỡ lấy hắn nhưng dư lực khủng bố đã không ngừng đánh bay bảy tám người mới dừng lại. Những tông sư đỡ ôm thiên ân này, khí huyết cuồn cuộn, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Trước đó, khi bọn họ lên luận đạo đài, hầu như không giữ lại chút sức lực nào đều đã bị thương không ai ngờ rằng sẽ có yêu ma tấn công hiện giờ trạng thái không tốt nhất thời không thể khôi phục trong mắt càng thêm tuyệt vọng đại chiến nổ ra ngay lập tức sắc mặt thẩm vân khinh và tô diệp họa tái nhật mà nghiêm nghị bọn họ lần lượt đứng dậy bảo vệ các đệ tử bạch điện ở phía sau nếu sớm biết có chuyện ngoài ý muốn như vậy bọn họ đã không đến dự tiệc nhưng bây giờ không có nếu như cũng không có đường lui các ngươi hãy tìm cơ hội chạy trốn thẩm vân khinh nhỏ giọng nói với các đệ tử những đệ tử bạch điện này cơ bản đều là thần du cảnh lúc này làm sao có thể chống lại yêu uy khủng bố kia sắc mặt ai cũng tái nhợt như tờ giấy cơ thể không ngừng run rẩy nhưng ngay lúc ấy lý hạo vốn đang ngồi tĩnh tọa chợt đứng dậy sắc mặt hắn nghiêm nghị và lạnh lùng con ngư ma ở xa vẫn đang phá hoại không kiên nể gì hắn không thể trì hoãn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết hắn giơ tay lên, tạo thành tư thế cầm kiếm. Xoẹt một tiếng sắc bén, như tiếng rồng gầm, đột nhiên vang vọng khắp nơi. Chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm bay lên từ trong lòng nhậm thiên thiên, bùng phát khí thế ngút trời, vút thẳng lên chín tầng mây, thanh long tiêu thần kiếm này, đứng đầu trong 10 thanh danh kiếm thiên hạ, bộc phát ra thần quan vạn trượng, mang theo kiếm khí và sát khí ngút trời, giống như một con chân long hoang dã uống lượng đã thức tỉnh, bay lên giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống, gào thét lao vào lòng bàn tay của thiếu niên. Kiếm đã vào tay. Trong nháy mắt, tiếng sóng cuồn cuộn trong toàn bộ Long Giang như có chút dừng lại. Tiểu Yêu Vương Vạn Sơn vốn mang theo nụ cười khinh bạc, lúc này nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng, ẩn ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả áo xám đã ra tay đánh bay Ôn Thiên Ân, cũng kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên. Nhưng Lý Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV không dừng lại, đột nhiên bước ra một bước, 98 đại mạch toàn thân cuồn cuộn kích thích trong nháy mắt, nhanh chóng vận hành công pháp vận khí trong cơ thể 7 lần, hiệu quả đặc biệt của thất tinh điểm đang được kích thích. Đồng thời, sức mạnh của âm dương song mạch cũng thông suốt toàn thân. Hắn bước xuống, toàn bộ mặt đất bên ngoài luận đạo đài dường như đều rung rẩy dưới bước chân nặng hàng chục triệu cân đó, kiếm quan đột nhiên chém ra, cắt thành một khe rãnh trên mặt đất kiếm khí ngút trời hóa thành tiếng rồng gầm gào, hung hăng chém về phía tiểu yêu vương vạn sơn. Sắc mặt lão giả áo xám đột nhiên thay đổi, vốn tưởng rằng nhân tộc thiên nhân cảnh này chỉ là một món điểm tâm ngon nghẽ, kết quả là, hắn lại cảm nhận được sự đe dọa từ kiếm khí đó. Ha ha! Tiểu yêu vương vạn sơn lại bật cười lớn, sau đó đột nhiên gầm thét phung quyền, toàn bộ áo bào của hắn đều tung bay, toàn thân lộ ra những sợi lông rậm rạp, yêu khí màu tím bao phủ nắm đấm, tung ra một quyền. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang to, kiếm khí rồng ngâm tan rã, còn thân thể của tiểu yêu vương vạn sơn cũng lộ ra dáng vẻ gần như đã hóa yêu, từ một thanh niên tuấn tú, biến thành một bán thú cao lớn tận 4-5 mét. Giữa kẻ ngón tay trên nắm đấm khổng lồ của hắn, lại xuất hiện một vết nứt cực sâu, sâu đến tận xương, máu tươi chảy ròng ròng. Thiếu chủ, lão giả áo xám đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó áo bào chật xé rách phát ra tiếng giao long ngâm nga thân thể quấn quanh hiển lộ chân thân dung hợp với yêu khí trăm trượng sau lưng tức giận nhìn trầm trầm lý hạo ngươi đừng quản tự ta giải quyết giọng nói lạnh lùng mang theo cảm xúc hừng hực trên mặt tiểu yêu vương vạn sơn lộ ra sát khí ngút trời và dữ tợn còn có sự tham lam thị huyết nồng đậm nhìn trầm trầm lý hạo mùi vị tươi ngon như vậy ta nhất định sẽ từ từ thưởng thức ngươi đáp lại hắn là kiếm thứ hai mà Lý Hạo chém ra. Một kiếm xuất ra, mặt đất như mọc lên vô số đóa hoa. Khoảng cách giữa hai bên bị xóa bỏ trong nháy mắt, kiếm khí vừa ra tay đã đến trước mặt Tiểu Yêu Vương Vạn Sơn. Đồng tử Tiểu Yêu Vương Vạn Sơn đột nhiên co lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đột nhiên phát ra một tiếng sư tử gầm, chấn động kiếm khí, sau đó hai tay vỗ ra, một chưởng ấn đen kịp cuồng cuộn lao tới, tiêu trừ kiếm khí. Hai người giao thủ cực nhanh thanh thế kinh người, những tông sư khác và ôn thiên ân đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn thiếu niên kia. Trước đó, bọn họ đã từng thấy võ đạo tuyệt đỉnh của thiếu niên này, có thể gọi là tông sư vô địch nhưng thực lực thực sự của hắn, lại có thể giao thủ với yêu ma tam bất hủ đỉnh cao. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Thẩm Vân Kinh, Tô Diệp Họa và những người khác quen biết Lý Hạo, cũng đều ngây người, cảm thấy khó tin. Các ngươi đi trước đi. Lý Hạo khẽ nói một câu, sau đó trực tiếp xông về phía tiểu yêu vương vạn sơn chỉ dùng hai kiếm lý hạo đã cảm thấy tiểu yêu vương này mạnh hơn nhiều so với si hổ quân mà hắn đã chém giết trước đó da thịt cũng cứng hơn ngay cả long tiêu kiếm cũng không thể khiến hắn ta bị thương nặng nếu đổi lại là trư nha kiếm trước đây e rằng chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng ngự cùng là bất suy cảnh nhưng chênh lệch lại khá lớn thú vị thú vị ngươi nhất định là yêu nghiệt hàng đầu trong nhân tộc là hoàng tộc sao hay là đệ tử của vị chân nhân kia, trong mắt tiểu yêu vương vạn sơn lộ ra ánh sáng dữ tợn và phấn khích, hung tính bị kích thích, nghĩ đến nếu có thể ăn một tên hoàng tử, không biết mùi vị sẽ như thế nào, hắn vẫn chưa từng nếm thử. Xoẹt, dường như có vô số sao băng lóe lên, Lý Hạo đã cầm kiếm giết tới. Linh hồn chân long được phong ấn trên long tiêu kiếm cũng lộ ra khí thế, bị kích phát mặc dù cảnh giới tông sư vẫn chưa thể giải phóng uy năng của thanh kiếm này đến mức tối đa nhưng chỉ bằng uy áp chân long lộ ra cũng đủ để chấn nhiếp không ít tông sư sư tâm liệt không quyền tiểu yêu vương vạn sơn gầm lên quyền ảnh như tiếng gầm chấn vỡ vô số ánh sáng sao băng nhưng kiếm quan kia lại như thiên thạch mang theo sức mạnh của vạn sơn chém xuống nắm đấm vừa lành một nửa của hắn giờ lại bị chém ra một vết đứt lớn hơn nữa còn kéo dài trên vết thương cũ gần như chém đến cổ tay. Cơn đau dữ dội khiến tiểu yêu vương Vạn Sơn kinh ngạc và tức giận, nếu nói trước đó là sơ suất thì đòn tấn công vừa rồi hắn đã động sát ý, kết quả lại không thể giết chết tiểu tông sư này. Lý Hạo không dừng lại, khí lực toàn thân tăng vọt, kiếm thứ ba chém xuống. Kiếm ý thay đổi một lần nữa, như nước nhỏ giọt, ẩn chứa lực lượng vô địch. Một kiếm này đâm thẳng vào ngực đối phương, cảm giác nguy cơ ập đến trong nháy mắt khiến toàn thân lông tóc của tiểu yêu vương vạn sơn dựng đứng, đồng tử co lại, phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể nhanh chóng hóa yêu, tăng vọt tại chỗ, yêu ma chi khí cũng tăng gấp 10 lần, biến thành một con sư tử khổng lồ đứng thẳng. Yêu khí toàn thân hắn tạo thành bảo cương, trong lớp lông rậm rạp bay ra một bộ bảo giáp như sắt, chắn trước lông tiêu kiếm. Âm thanh chấn động vang lên, ánh lửa rừng rực ma sát ra, tấm sắt bị đâm thủng nhưng nhờ có thời gian giảm sóc, khiến tiểu yêu vương vạn sơn nhân cơ hội dơ móng vuốt to như một căn nhà nhỏ lên, chụp thẳng vào đầu Lý Hạo. Lý Hạo trở tay tung ra một quyền, vì thế của bán bộ vô địch quyền bùng nổ, thân hình hai bên không cân xứng nhưng thế quyền khổng lồ đó lại khiến thân thể tiểu yêu vương vạn sơn lùi lại mấy bước. Lý Hạo rơi xuống đất, hai chân đạp ra hố sâu, sắc mặt lạnh như băng, tiểu yêu vương này da dày thịt chắc, vượt quá sức tưởng tượng của hắn, mạnh hơn si hổ quân rất nhiều. Không xa, thiên địa pháp tướng của hắn quay người bước tới, đứng sau lưng Lý Hạo, sau đó nhanh chóng co lại, chui vào cơ thể Lý Hạo, pháp tướng và nhục thân hợp nhất, lực lượng trong cơ thể hắn dâng trào đến mức cao hơn. Cảm nhận được uy thế phát ra từ trên người Lý Hạo, sắc mặt Tiểu Yêu Vương Vạn Sơn trở nên nghiêm trọng, trong mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ, bây giờ hắn đã không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, chỉ muốn xé xác Lý Hạo thành vạn đoạn. Chỉ là nhân tộc, cảnh giới thấp hơn mình, lại ép hắn phải hiện nguyên hình. Là yêu vương tương lai, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trong lúc Lý Hạo và tiểu yêu vương Vạn Sơn giao chiến đối đầu, lão giả áo xám hóa thành chân thân giao long, lại trực tiếp xông về phía thiên cơ sơn nhân và nhiều tông sư khác, giết vào đám người. Thân hình giao long khổng lồ của nó như hổ lao vào bầy sói, nhiều tông sư xông ra nhưng chỉ chạm vào là tan vỡ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhiều đao kiếm, công kích thần hồn trấn áp của lực lượng ngự vật rơi vào thân thể giao long vậy mà không gây ra được chút thương tổn nào đạt đến bất hoại cảnh của tam bất hủ nhục thân có thể sánh ngang với thần binh bảo giáp trong hàng triệu quân cũng có thể không hề hấn gì còn cảnh giới đại tông sư mặc dù được gọi là vạn nhân địch có thể lấy đầu người trong hàng vạn quân nhưng dựa vào chính là khí cơ hồn viên của võ đạo nói một cách đơn giản là dựa vào né tránh Bất Hoại Cảnh lại có thể chống đỡ trực diện, đứng dưới mưa tên, không hề bị thương, nhiều tông sư vốn tưởng rằng, dựa vào sự hợp lực của họ, ít nhất cũng có thể khiến đại yêu ma này bị thương, kết quả là nhục thân của đối phương lại đáng sợ hơn bất hoại cảnh bình thường. Thiên Cơ Sơn nhân ra tay, hắn cũng là bất hoại cảnh nhưng chỉ một kích, đã bị giao ma đánh bay, phun ra máu tươi. Tất cả đều phải chết cho ta, giao ma gầm lên, chút cơn giận vì thiếu chủ bị thương lên những tông sư này. Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài đám người lại có hai bóng dáng xông vào, một trong số đó chính là Lý Hạc đang âm thầm bảo vệ Lý Hạo. Hắn và một người khác liên thủ giết ra, ngăn cản giao ma, lớn tiếng quát bảo nhiều tông sư tản ra, đi phòng thủ thành trì. Hóa ra là yêu triều ở phía xa ngoài thành đã sắp đến gần rồi. Mất đi trận pháp hộ thành, nếu không có những tông sư này giúp trấn thủ thì toàn bộ thành trì sẽ thất thủ trong nháy mắt, chìm trong yêu triều còn hàng triệu bách tính trong thành, đều sẽ trở thành thức ăn của yêu ma, không ai có thể thoát thân, trong đám người, Lý Vô Song nhận ra Lý Hạc, nàng lập tức thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt lướt qua bóng lưng thiếu niên ở xa xa, nhưng lúc này nàng đã không kịp nghĩ nhiều, dẫn theo hai kiếm thị bên cạnh nhanh chóng xông ra từ một bên khác. Nàng biết mình ở lại đây cũng vô dụng, phải nhanh chóng đi phát tín hiệu cầu cứu phụ thân. Ngoài Lý Hạc ra, một lão giả tam bất hủ khác của Hách Liên Gia, cũng quen biết lý hạt hắn đến đây cũng là để âm thầm bảo vệ một thiếu gia thiên tài trong tộc đối phương mới chỉ là thập ngũ lý cảnh đến đây nghe đạo nhưng cơ hội bước vào thiên nhân cảnh lúc này hai người đồng thời ra tay miễn cưỡng ngăn cản giao ma tranh thủ cơ hội chạy trốn cho nhiều tông sư những tông sư đó nhìn thấy hy vọng sống thu lại quyết tâm tử chiến vội vàng dẫn theo đồ đệ và gia quyến của mình vội vã rời đi trận chiến ở đây không phải là nơi họ có thể tham gia nếu là yêu ma tam bất hữu cảnh bình thường dựa vào số đông họ còn có thể giúp đỡ nhưng hai đại yêu ma này chênh lệch với họ quá lớn cảnh giới tông sư không có tác dụng gì trừ khi là thiếu niên kia không ít người trước khi đi biết nhìn bóng lưng thiếu niên đang đối đầu với tiểu yêu vương đè nén sự chấn động trong lòng nhanh chóng rời đi xa xa dường như con ngưu ma kia cũng gặp phải một tam bất hữu cảnh ẩn nút kiềm chế nó lại giao chiến với nó. Chớp mắt, chiến trường ở đây đã bị chia cắt thành ba nơi. Lý Hạo thấy vậy cũng thở vào nhẹ nhõm, hắn còn định đi giải quyết con ngưu ma kia trước, với tính cách của tiểu yêu vương trước mắt, chỉ nhắm vào mình, ngược lại không sợ nó làm hại người khác. Hừ, nhìn thấy tam bất hủ xuất hiện liên tiếp, tiểu yêu vương vạn sơn chỉ cười lạnh nhưng không để ý, toàn thân hắn bốc lên ma khí, trực tiếp bước về phía Lý Hạo. Lý Hạo cũng không dừng lại nữa, suy nghĩ một chút dung nhập một số đạo cảnh vừa lĩnh ngộ được vào kiếm pháp thân hình hắn lóe lên nhanh chóng chém về phía tiểu yêu vương vạn sơn trong kiếm dung nhập uy thế của vô địch quyền còn có lực lượng của âm dương tinh chuyển đại yên diệt quyền hai mắt tiểu yêu vương vạn sơn bắn ra ánh sáng khiếp người đột nhiên đấm ra một quyền uy thế dân lên khiến sắc mặt lý hạt đang giao chiến với giao ma bên cạnh thay đổi muốn chạy đến cứu viện lý hạo nhưng ngay sau đó kiếm phong của Lý Hạo chém ra, như có một quyền khổng lồ đi kèm đập xuống, trực tiếp xé rách sư quyền cuồn cuộn ma khí, kiếm phong thẳng tắp chém vào nắm đấm khổng lồ kia, chém sâu đến 4-5 mét, Lý Hạo nhanh chóng rút kiếm, tránh bị kẹt bên trong, trong lòng cũng kinh ngạc, thân thể tiểu yêu vương này quá cứng, cứng đến mức không tưởng, nửa cánh tay nhỏ đã bị chém đứt, tiểu yêu vương vạn sơn cao gần trăm mét không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Hạo không cho hắn cơ hội, lại ra kiếm, một kiếm này trực tiếp chém vào cổ họng hắn ngươi dám muốn chết sao khi kiếm quang của lý hạo bay ra đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng giận dữ tiếp theo một tiếng phá không đột ngột vang lên rõ ràng là một chiếc lông vũ màu vàng kim chiếc lông vũ này xuyên thủng hư không mà đến vô cùng đột ngột nhanh như tia chớp đợi đến khi lý hạo nhìn thấy nó đã sắp đâm xuyên nhãn cầu của hắn gần kề trước mặt không thể đỡ được đồng tử của Lý Hạo co lại, máu toàn thân như đông cứng, khoảnh khắc này, cái chết cận kề, hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự u ám này đến thế. Nhưng trong nháy mắt, chiếc lông vũ đã biến mất không thấy. Một bàn tay già nua như vớt trăng dưới đáy biển, động tác trông vô cùng nhẹ nhàng, kéo theo từng mảnh tàn ảnh nhưng thực tế lại chớp mắt bắt lấy chiếc lông vũ kia. Một bóng người xuất hiện trước mặt Lý Hạo, mặc một chiếc áo tràn màu xám giản dị, trên đầu là chiếc trâm gỗ cũ nát bình thường nhưng sống lưng lại thẳng tắp, chính là Phong Ba Bình đang đi theo trong bóng tối. Lý Hạo giật mình tỉnh lại, sắc mặt đột biến, nhanh chóng nhìn về phía trước, chỉ thấy một bóng dáng như ma quỷ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tiểu Yêu Vương, toàn thân mặc đồ đen, trong mắt chứa đựng ngọn lửa giận dữ lạnh lẽo. Yêu Vương vượt biên, ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Phong Ba Bình lạnh nhạt nhìn đối phương, nắm chặt tay chiếc lông vũ thần quan dị sắc lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn, tối sầm rồi tan biến. Cao bá. Tiểu yêu vương vạn sơn cũng phản ứng lại, vội vàng hô một tiếng với nam tử áo đen. Ta đã ra tay, các ngươi đều phải chết, nam tử áo đen lóe lên sát khí lạnh lẽo trong đôi mắt, toàn thân tỏa ra ma uy ngập trời, khiến cả bầu trời tối sầm lại. Lý Hạo cảm nhận được hơi thở yêu ma cuồn cuộn này, tim đập nhanh không thể kiểm soát, đối phương lại là một yêu vương nghe tiếng gọi của tiểu yêu vương dường như không phải yêu vương vạn sơn mà là một con khác chỉ sợ hơi khó sắc mặt của phong ba bình không thay đổi ngược lại còn cười nhẹ một tiếng nói sau đó hắn khoanh tay sau lưng không quay đầu lại nói với lý hạo chuột con nơi này giao cho ngươi có thể chống đỡ được một khắc không không thành vấn đề lý hạo trầm giọng nói trước đó phong lão vẫn không ra mặt hẳn là đã âm thầm phát hiện ra yêu vương kia. Nơi này hẳn sẽ không còn yêu vương thứ hai, không cần phải ẩn núp nữa. Đối diện, nam tử áo đen cũng biết suy nghĩ của phong ba bình, bọn họ không thể chiến đấu ở đây, nếu không giết lẫn nhau để bảo vệ người mình muốn bảo vệ, chỉ có thể hai bên cùng tổn thương, hắn cũng lo lắng tiểu yêu vương bị một cái tác vỗ chết. Các ngươi còn đang đùa giỡn cái gì, còn không mau nhanh chóng giải quyết, bảo vệ thiếu chủ, nam tử áo đen lạnh lùng truyền âm ra ngoài. Giao ma đang giao chiến với Lý Hạc thấy hắn xuất hiện, sắc mặt đột biến, toàn thân hơi run rẩy, vội vàng đáp lại, vâng, con ngưu ma kia cũng sợ đến run rẩy, cũng nhanh chóng đáp lại. Vậy thì thử một khắc, xem ai chết trước, nam tử áo đen giao phó xong trong bóng tối, lạnh lùng nói với phong ba bình. Hai người nhìn nhau, sau đó cơ thể đột nhiên biến mất, không còn dấu vết nhưng yêu khí ngập trời bao phủ trên bầu trời không hề tan đi ngược lại càng thêm nồng đậm đặc quánh như mực tên khốn kiếp người đáng chết tiểu yêu vương vạn sơn ngẩng đầu nhìn nam tử áo đen rời đi rồi nhìn về phía lý hạo lúc này biểu cảm đã tức giận đến mức dữ tợn trước đó hắn vẫn chưa sử dụng lực lượng thực sự dẫn đến suýt bị lý hạo làm cho trọng thương cũng vì thế mà cao bá đi theo trong bóng tối đã ra tay nhưng một khi cao bá ra tay Tức là sẽ bị Đại Vũ Thần Triều đưa vào danh sách yêu vương phải giết, phái những cường giả tứ lập cảnh đỉnh cao nhất của Đại Vũ Thần Triều ra tay, đến trấn áp, trừ khi trốn vào Đại Hoang Thiên thì mới có khả năng trốn thoát. Vì sự sơ suất và khinh thường của mình, mà khiến Cao Bá phải sống những ngày trốn chui trốn lủi, tiểu yêu vương Vạn Sơn hoàn toàn nổi giận. Toàn thân hắn run rẩy, từ ngực đến cánh tay, xuất hiện những đường gân như ngọn lửa đỏ rực là một môn luyện thể pháp vô cùng cường hãn của yêu ma, có được từ một mảnh vỡ cổ giảng. Chính luyện thể pháp này mới khiến thân thể hắn như sắt thép, kiên cố không gì phá nổi, trong số tam bất hủ cùng cảnh giới, rất ít người có thể làm hắn bị thương, mà hôm nay lại bị một tiểu tông sư nhân tộc chém bị thương, ta muốn ngươi phải chết, hắn gầm lên một tiếng, cuối cùng rút thanh đao sau lưng ra. Ban đầu thanh đao này rất nhỏ, ẩn trong lông của hắn nhưng lúc này lại hấp thụ thần lực, nên gió mà lớn, hóa thành một thanh đại kim đao dài hàng chục mét, chỉ riêng cơn gió cuộn lên từ mặt đao cũng đủ để lật đổ nhà cửa, chém nước mặt đất, ầm ầm, hắn vung đại đao, bổ thẳng vào đầu Lý Hạo, trong đao pháp ẩn chứa võ cảnh tông sư của hắn, phong lôi chi lực, dưới lưỡi đao khổng lồ này, Lý Hạo như một con kiến đen nhỏ bé nhưng trong mắt hắn lại ẩn hiện ánh sáng sâu thẳm, trước đó tông sư luận đạo. Hắn không phải không có thu hoạch, đồng thời giao thủ với các tông sư thiên hạ, hắn cũng lĩnh hội được võ cảnh tông sư của họ hiểu biết về vạn vật của hắn lại sâu thêm một bước kiếm ý theo gió mà lên đối mặt với đại đao phong lôi bùng nổ dữ dội này kiếm quan của lý hạo lại như một làn gió nhẹ bản thân cũng hóa thành một con bướm phiêu diêu dưới đao phong thổi tới lại nhẹ nhàng né tránh sau đó lại lao nhanh như tia chớp vượt qua đại đao kiếm quan như sấm sét đâm thẳng vào mắt tiểu yêu vương vạn sơn phong lôi đạo của ta tiểu yêu vương vạn sơn nhận ra ý cảnh ẩn chứa trong một kiếm này của lý hạo đồng tử hắn co lại lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận sao ngươi cũng biết thấy kiếm quan sách đâm thủng nhãn cầu của hắn đột nhiên một mảnh xương màu xám bay ra tỏa ra sương mù xám xịt chắn trước kiếm quan mảnh xương bị bắn bay nhưng không vỡ vụn bản thân lý hạo cũng bị chấn động chính khoảnh khắc dừng lại ngắn mũi này tiểu yêu vương vạn sơn vội vàng né tránh hắn không kịp thu hồi mảnh xương bị bắn bay đó đây là một mảnh vỡ hộp sọ của một yêu vương vô cùng đáng sợ, bị phụ thân hắn mài thành bảo khí, để phòng thân cho hắn, không ngờ lúc này lại thật sự chặn được một đòn hiểm ác. Hắn đầy mặt xấu hổ và giận dữ, cặp mắt đỏ ngầu. Sư tâm cửu chuyển, hắn gầm lên thi triển bí pháp, khí tức toàn thân lại tăng vọt, đồng thời lại vung đao chém về phía Lý Hạo, thân đao bùng cháy ảo ảnh như ngọn lửa, rõ ràng là đã tu luyện một môn đao pháp đến cảnh giới chân thái sắc mặt lý hạo hơi biến thân hình vội vàng né tránh thi triển thân pháp thuộc tính của thiên sơn ô phi đồ và tuyết sơn linh hồ đồ thân hình trở nên linh hoạt tốc độ được gia trì lại phối hợp với thân pháp dung nhập võ cảnh như một cơn gió nhẹ lướt đi ung dung thoát khỏi lưỡi đao gào thét tiểu yêu vương vạn sơn gầm lên đuổi theo liên tục vung đao nhưng lý hạo chỉ không ngừng chuyển động tạm thời tránh đi mũi nhọn có lẽ là môn đao pháp này tiêu hao rất lớn không lâu sau Tiểu yêu vương vạn sơn đã thở hồng hộc, dường như hắn nhìn ra tính toán của Lý Hạo, ánh mắt dữ tợn, ngươi tưởng có thể làm ta kiệt sức sao. Đừng quên, ta là bất suy cảnh, hắn thi triển bất suy chi lực, vết thương trên cánh tay lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng thời, khí tức cũng lập tức trở nên bình ổn. Hắn lại khoái động huyết nhục, thi triển sư tâm cửu chuyển, đồng thời, bảo cương thần uy hộ thân của hắn hóa thành ngọn lửa, bám vào thân đao, điên cuồng lao về phía Lý Hạo. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng liên tục không ngừng, thế công của hắn trở nên hung mãnh tàn bạo hơn trước, bàn chân dẫm đạp, mặt đất liên tục nứt ra những hố sâu. Nhưng Lý Hạo vốn vẫn luôn lùi lại, giờ đã dừng hẳn. Một số thứ hắn vừa suy nghĩ, trong khoảng thời gian né tránh ngắn ngủi này, đã tìm ra manh mối. Hải vô nhai, thiên vi phong. Chiêu thức mới thoát thai từ thanh kiếm này, Lý Hạo đặt tên là thiên phong kiếm quy năng của kiếm này tương đương với bỉ ngạn nhưng lại là loại ý nghĩ bỉ ngạn có thể cắt đứt khoảng cách không gian đạt đến độ nhanh cực hạn còn có khả năng phục kích còn thiên phong kiếm chính là lực lượng cực hạn ngưng tụ kiếm ý hung dũng đại hải thành một đạo tuyệt phong nhưng đây vẫn chưa phải là thứ lý hạo mới vừa suy nghĩ vừa rồi hắn đang cố gắng dung hợp bỉ ngạn thiên phong kiếm cộng thêm tuyệt học của đàn cung là thái cực càng khôn kiếm âm dương tử vong tuyệt sát ba loại tuyệt học dưới sự suy nghĩ của lý hạo dung hợp lại với nhau bỏ đi những nhánh ngọn hình thành một môn kiếm thuật tuyệt học mới lý hạo gọi đó là luân hồi nhìn tiểu yêu vương vạn sơn gầm lên lao tới lý hạo nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu lực lượng trong toàn bộ đại mạch của cơ thể lại vận hành đến cực hạn đặc tính của thất tinh điểm đang được giải phóng lần thứ hai trước đó giải phóng một lần đáng lẽ phải kiệt sức nhưng sau khi tu luyện hai môn công pháp luyện thể của yêu ma, thể phách của hắn được tăng cường rất nhiều, có thể hỗ trợ hắn thi triển thêm một lần nữa trong thời gian ngắn, theo công pháp vận hành nhanh chóng, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn tăng cường, lực lượng ngự vật dung nhập trong thiên địa pháp tướng, cũng đều gia trì lên bản thân lý hạo. Lực lượng thể xác, khí lực, thần lực, lúc này đều đạt đến đỉnh cao. Vù, long tiêu kiếm phát ra rung chấn, hình rồng quấn quanh thân kiếm, như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, phát ra tiếng gầm gừ lạnh lẽo và trầm thấp. Lý Hạo đột nhiên bước ra, kiếm quang đột nhiên lóe lên, như cắt đứt màn đêm trên bầu trời. Độ công của kiếm quang thay đổi liên tục, giống như một phần trăng tròn, lại giống như một cánh cửa tử thần, thanh kim đao khổng lồ mà tiểu yêu vương vạn sơn vung tới, dưới kiếm quang như xoáy nước, quỷ tích của lưỡi đao đã bị thay đổi, thần uy liệt diễm trên đó đều bị tiêu tan hết. Đồng thời khi đao bị hất ra, kiếm ảnh hình vòng cung đẩy ra, lăn theo cánh tay hắn, trong nháy mắt, vô số lông tóc và máu thịt nở bung nước ra, hóa thành mảnh vụn. Kiếm ảnh hình vòng cung này lăn thẳng, lao về phía đầu của tiểu yêu vương vạn sơn. Đồng tử hắn co lại, lộ ra vẻ chấn động kinh hãi cùng một tia kinh hoàng. Thiếu chủ, không xa, giao ma phát ra tiếng gầm thét kinh thiên, thần hồn của hắn đột nhiên bùng cháy như ngọn lửa rực rỡ, lao tới với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng, đâm bay cơ thể của tiểu yêu vương vạn sơn, còn bản thân thần hồn lại đâm vào kiếm ảnh hình vòng cung. ầm một tiếng, thần hồn của hắn đột nhiên đứt đoạn, thân giao dài trăm trượng đứt thành nhiều đoạn, tan chảy như băng tuyết. Thiếu chủ, mau chạy. Giao ma ở xa, ánh mắt tan rã, phát ra tiếng kêu thảm thiết và yếu ớt. Ngay sau đó, cơ thể của hắn bị lý hạt và tam bất hữu cảnh của hách liên gia nắm bắt cơ hội, nhanh chóng chém đứt đầu, đầu dao khổng lồ lăn xuống, máu tươi phun trào bắn tung tóe khắp nơi theo đó tiểu yêu vương vạn sơn ngã xuống ở xa ngây người máu từ cổ dao phun ra bắn lên người hắn nóng hổi và bỏng rát đó là máu của dao bá thiếu chủ mau chạy cuối cùng thần hồn tan rã vẫn còn lưu lại một giọng nói yếu ớt cuối cùng tan biến vào hư không hoàn toàn diệt vong máu toàn thân tiểu yêu vương vạn sơn như đông cứng lại có chút mất hồn hàng trăm năm tu luyện dưới sự che chở của phụ thân, hắn thiên tư thông tuệ, tu luyện vô cùng thuận lợi, liên tục phá cảnh, vừa ra đời đã là chu thiên cảnh viên mãn. Sau đó kế hồn, thần du, rồi bước vào thập ngũ lý, tổng cộng chỉ mất 10 năm, trong số các yêu ma, đây được coi là thiên tài hàng đầu. Sau đó hắn lại dùng một giáp tử, bước vào thiên nhân cảnh. Lại qua 100 năm, bước vào tam bất hữu cảnh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha